Hồ Quý Ly và cuộc cải cách thành công nửa vời. Trong giai đoạn chuyển giao quyền lực từ nhà Trần sang nhà Hồ, Hồ Quý Ly đã tiến hành những cải cách chưa từng có nhằm giải quyết tình trạng khủng hoảng toàn diện của đất nước thời bấy giờ. Một trong các cải cách quan trọng nhất của Hồ Quý Ly là đưa ra biện pháp hạn điền, nhằm hạn chế chiếm hữu lớn về đất đai của quý tộc phong kiến. Bên cạnh biện pháp hạn điền là hạn nô, nhằm giới hạn số lượng gia nô mà giới phong kiến quý tộc được sở hữu. Dưới triều Hồ, lần đầu tiên tiền giấy được phát hành. Nhìn chung, Hồ Quý Ly đã tiến hành một cuộc toàn diện và có nhiều điểm tiến bộ, nhưng vẫn còn những mặt chưa hợp lý. Việc đề ra những biện pháp cưỡng ép nghiêm ngặt đã làm mất lòng giới quý tộc, tăng lữ Phật giáo và cả dân chúng.